Rồi, xin chào toàn thể tất cả các anh em yêm thanh trên miền Tổ quốc ha. Hôm nay shop audio Toàn Võ sẽ giới thiệu một sản phẩm mới, đó là con FX của hãng FX. Nhưng mà con này kép rè thôi nha. Nó có cái mã là FX2B03MK2, phiên bản 2 của Tubi03 nha. Thì hãng đã chính thức tuyên bố với mình là Tubi03E họ đã khai tử, họ đã không còn sản xuất cái con đó nữa và họ thay thế bằng cái con Tubi03MK2 nha. Thì mình sẽ mở hộp cho các bạn xem thử như thế nào. Vì con Tubi03MK2 này nó có tích hợp luôn cái cổng headphone cho chúng ta nữa. Gắn được cổng tai nghe và có thêm chức năng Bluetooth nữa nha. Thì đây, cái này cái máy của chúng ta nha. Thì trong máy thì đây là cái máy nè. Ok, mình mở cho hết, phụ kiện cũng đơn giản lắm. Bóng bóng thì nó hiện tại nó sử dụng bóng 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 đề mới, giờ xe toàn là 6K40 không à. Cái bóng này thì các bạn muốn chạy được nhiều là bóng thì chắc chắn phải đấu cái chân đèn lại lại nha. Cái đợt đợt sau này toàn FX nó làm, này là cái Bluetooth. Đợt sau này FX nó làm toàn là những bóng nó làm mạch mạch bóng nó chạy bóng 6K4 là chủ yếu, không còn làm mạch bóng chạy 6G1 nữa. Thì các bạn muốn nghe được cái bóng 6G1 nó làm cái mạch đó đó, thì nó có hàng cái chân lại với nhau, cái chân đế đèn này nè. Đó, thì nó chạy được nhiều loại bóng hơn. Thì đối với bóng 6K4 này thì hãng nó không có hàng cái chân đế lại nên nó không có chạy được nhiều loại bóng. Các bạn muốn chạy được nhiều bóng chắc chắn chúng ta phải câu cái chân này lại, một là chúng ta câu cái chân trực tiếp đây, hai là chúng ta mở ra chúng ta hàng lại cái chân đế của nó là xong. Câu cái chân lại chân đế đèn nữa là xong. Câu như thế nào thì các bạn mua hàng rồi mình sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Đây là sản phẩm chính của chúng ta ha, Tubi03MK2. Nó có thêm cổng headphone nữa nha các bạn. Volume chỉnh bass chép. Cái body thì nó dài hơn cái con Tubi03 thường nha. Vì nó có thêm cái mạch Bluetooth nữa. Cái mạch Bluetooth ở đây nó có thêm cái tính năng là nó có con chip giải mã của hãng ES9023 nữa nha. Nằm ngay chỗ này nè. Đó. Đây, phía đây là sau lưng cổng kết nối của nó, thì con này kết nối nó thua cái con Tubi03E ở chỗ là nó chỉ có một cổng, có hai cổng input là cổng Bluetooth và cổng AV. Ngoài ra có cổng input nữa là cổng của headphone thôi nha. Cổng này gắn vô âm ly nó nghe vẫn được nhưng mà tiếng nó sẽ không hay bằng khi chúng ta kết nối với cái headphone nha. Đó. Rồi thì nó là như vậy thôi. Cái con này thì giá bán nó cũng tương đối, cũng không có gì là mắc mắc hết, chỉ có là giá là 1.250.000 đồng nha các bạn. Thì mình sẽ test cái nguyên bản cái chất âm nó như thế nào nha, và xong tí xíu nữa mình sẽ mổ nó ra, mình sẽ khui ra cho các bạn coi cái bo mạch ở bên trong họ làm như thế nào ha, coi có hiện đại, có xịn sò hơn 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 mấy đợt trước hay là không ha. Đó, Tubi 03 năm 2021 họ làm cái mạch rất là đẹp mấy bạn, rất là chỉnh chu và họ chơi những cái con cụ rất là tốt nha. Mình mod lại một cái nữa để chơi cái tiếng nó hay hơn là những cái con Tubi 03 thường trước đó nha. Bây giờ mà thay nguyên cái dàn tụ của con Tubi 03 thường trước đó hồi năm mấy 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 năm về về trước đó, là bằng tiền mua cái máy mới bây giờ. Máy mới bây giờ mình bán có Tubi 03 thì có 850 thôi. Đó. Rồi ok, mình sẽ test thử con này chất âm và mình giờ chỉ phát nổi mỗi cái Bluetooth thôi nha. Xem cái chất âm Bluetooth nó như thế nào, thì Bluetooth nó có con chip DAC ngay chỗ này nữa nha các bạn ha. Rồi ok, mình sẽ đánh cặp bóng bóng như ta. Bóng bóng theo mà bóng bóng 5 bóng 6 AK5 luôn 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 nha. Thì cái con này nó xài được bóng 6 AK5 nữa nha, là bóng Muller mình bán á. Bóng 6 6K4 thì mình không có test, tại bóng đó theo máy nghe chán quá mình không có test bóng đó nha. Rồi ok. Rồi, mình đã kết nối vô cái dàn hệ thống âm thanh của mình xong ha. Thì bài test đầu tiên á thì mình sẽ test qua chức năng Bluetooth của nó trước nha. Thì cái nút power là cũng là nút Bluetooth luôn nha, các bạn bật mở nó một cái, các bạn bấm 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 vô một cái là nó on off nha, nhấn thêm cái nữa là nó chuyển qua chế độ Bluetooth nha, cái đèn xanh nó chớp chớp là chế độ Bluetooth, rồi mình kết nối Bluetooth của nó là cái đèn này nó sẽ đứng yên ha. Đó, thì cái con này nó đặc biệt một cái á, nó hơn cái con Tubi 03 ngày trước á, là các bạn chơi volume lớn á, tiếng nó không có bị rền, nó bị xé tiếng, nó bị méo tiếng ha. Vì cái kỳ chúng ta chơi Bluetooth cái con này á thì bắt buộc chúng ta phải mở cái volume lớn ở ở trên cái con rề nha. Các bạn lưu ý ở cái điểm này. Tại vì cái con này cái Bluetooth của nó đó, mình nghĩ nó là nó sẽ dính chung với nó đi chung với cái headphone nè. Tại vì khi sử dụng headphone là cái này sẽ làm volume lớn nhỏ cho cái headphone của chúng ta.
đó, nên nó cái Bluetooth nó sẽ, mình nghĩ nó sẽ đi chung với cái này, nên bắt buộc cái volume này chúng ta phải mở lớn lớn lên tới đây gần hết smart thì nó sẽ nghe rất là ngon ha. Chúng ta để 12 giờ sẽ nghe tiếng tiếng nó nhỏ nha, đó đó, phải mở vậy đó thì nó mới nghe ngon được ha. Đó, tại vì cái cấu hình của con này hãng nó làm là như vậy, tại vì nó có cái cổng headphone nữa để cho chúng ta nghe bằng cái tai nghe đó. Cái này chỉnh chỉnh volume lớn nhỏ cho headphone luôn, vừa chỉnh volume về cũng được. Rồi mình test qua Bluetooth trước nha, xong sau đó thì mình sẽ câu qua con đát của mình sẽ test trực trực tiếp luôn ha. Rồi ok, rồi mình đã kết nối được thành công Bluetooth của nó này. Bluetooth nó cũng dễ lắm các bạn, nó bật lên tự động nó nhận rồi ha. Bluetooth nó tên có cái mã là Tubi03MK2 đó, là xong rồi. Mình mở nhạc mình like trên YouTube thôi, thì nhạc nhẽo thì chắc chắn là nghe Bluetooth thì chắc chắn là mình chỉ nghe online là chính nha các bạn ha, chứ đừng có để đặt đặt nặng vấn đề của nó quá ha. Thì nó sử dụng chip giải mã là ES9023 đó, tí xíu nữa mình sẽ mở guồng cho các bạn xem. Rồi giùm like bài hát nghe thử trên YouTube nha. Khi kết nối Bluetooth là nhớ mở volume trên điện thoại nha nha các bạn. Rồi ok, mời các bạn nghe nhạc. Cái bài test thứ hai thì mình sẽ đấu qua cái thiết bị là DAC nha, làm nguồn phát qua con này kèm thầm cái về. Thì ở đây cái nút power để mình nói là vừa nút select luôn ha, vừa chuyển kênh luôn. Thì mình bấm lại một cái thì tự động nó nhảy qua cái cổng xuất ra RCA ha, bấm lại một cái để chuyển sang Bluetooth, nhấn lâu tay thì nó sẽ là on off nha. Thì đối với cái con này đặc biệt á, là mình thấy nó cái volume này mở càng lớn tiếng nó không bị xé nha, mở max mặc dù mở maximum luôn tiếng nó không bị hờn, không bị xé tiếng, không bị méo tiếng nha, vì nó đã có tích hợp cái tai nghe. Những các bạn lưu ý nha, những cái con về nào mà có tích hợp với cái headphone á, cái volume này cực kỳ là xịn sò ha. Mình bận bận volume cỡ nào tiếng nó không có bị vỡ, nó không có bị méo, nó không có bị hờn, nó không có bị rè ha. Đối với con Tubi03 MK2 này mình thấy nó làm được rất là tốt cái điều này ha. Thì đối với con này các bạn chơi thì các bạn nên mở maximum nó hoặc là mở
nói chung là mở max luôn cũng 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 được đó. Rồi lúc đó mình tăng cái âm ly lên từ từ thôi là vừa đủ rồi, đủ rồi ha. Rồi ok, anh sẽ test trên cái nhạc số nha, trên cái phần mềm mà mình qua cái con bộ giải mã của mình nha, mình nghe trên cái nhạc số rồi. À, cái nhạc số mình đấu qua con đá thì mình nghe bằng tài khoản Tidal nha, của mình cũng đang kinh doanh cái tài khoản Tidal này luôn nha các bạn cũng biết rồi đó. Rồi mình mở lại cái bài hồi nãy luôn nha, đừng nhớ người người xa nè. Rồi mời các bạn nghe nhạc. Lá thư cuối cùng tôi gửi về anh.
lá thư. Rồi, mình đã test xong hai bài test của con Tubi 03 MK2. Rất là ngạc nhiên với nó là nó cải thiện hoàn toàn tốt hơn so với con Tubi 03 của đàn em của đàn anh trước đó ha. Trước đó thôi nha, chứ con Tubi 03 đời năm 2021 là đánh, nó đánh cực kỳ ngon nha các bạn, nó không có bị hờn đâu nha. Đây, cái con này đặc biệt cái là volume các bạn chơi á, nó hơn con Tubi 03 là volume bạn chơi maximum luôn, tiếng nó không có bị vỡ, nó không có bị xé tiếng nha. Đó, nó không có bị hờn loa. Bass cả giải bass nó cũng vậy nữa ha. Đó, rồi. Thì bây giờ mình sẽ mở cái con này ra xem bên trong nó có thể nâng cấp lên được gì nữa hay là không nha. Các bạn thấy không? Nó dài hơn Tubi 03 thường của đàn anh đó, nó chỉ là đàn em thôi nhưng mà nó hãng nó khắc phục rất là tốt. Cái độ nhiễu, cái độ noise, cái độ ồn nó rất là nó giảm xuống đáng kể luôn. Mình cảm thấy rất là đáng kể ha. Rồi, ở đây là cái bộ mình đã mở ra sẵn nha, cũng Tubi 03 mà cái hai mình mở ra sẵn rồi nè. Bây giờ các bạn coi cái mạch bên trong của nó nha, mình phân tích cho các bạn coi thử nè. Thì cái con này đặc biệt á, nó có là thêm cái ống headphone nữa. Mình quay cái đèn nó sáng đó. Đây, con này thì nó có cái mạch hết, con này xài tới 3 con Oban lận. Hai con này là con Oban chỉnh bass chép nè. Con này con Oban của headphone nè. Đó. Thì nếu mà con này nâng cấp được không? Ô, con này đặc biệt cái nó hay ở chỗ này nè các bạn. Nó có hai cái con chip của thằng Nhật nè. Của thằng Japan luôn nè. Hai con chip này giảm độ ồn rồi. Hàng chi mình chơi volume lớn nó không có bị ồn, nó bị nhiễu ha. Còn phần này là cái mạch Bluetooth của nó nè. Trên cái mặt Bluetooth của nó có cái con chip nè, ES90 mấy nè. Mình đọc lên cái gì nó hơi nhỏ, mình zoom ra chắc nó bể quá. Đó, các bạn chịu khó đọc đi nha. Thấy nổi không ta? Ta thấy nè, ES9023 đó, con chip giải mã Bluetooth của nó nè nha các bạn. Đó. Chip giải mã trên Bluetooth, tại vì nguyên cái phần này phần bo mạch Bluetooth của nó nè. Đó. Đó, đối với con Tubi 03 MK2 này á, mình thấy sử dụng cái tụ rất là ngon nha. Nè, mấy tụ này nè. Nè. Đó, nó chơi tụ xịn hơn ha. Tubi 03 đời năm 2021 nó cũng dùng cái tụ này luôn, của hãng này luôn nha. Mình cảm thấy nghe nó rất là xịn sò hơn cái tụ đợt trước nhiều. Bây giờ Tubi 03 mà các bạn thay hết nguyên cái dàn tụ hiệu này chắc mua cái máy mới luôn cho rồi đi, gần bằng tiền cái máy mới á. Rồi nó vậy thôi. Giờ mình mod, nếu mà các bạn mình không khuyên các bạn là các bạn mod liền nha. Ví dụ các bạn có nhu cầu đồng ý mua thì các bạn mua nguyên bản về mình xài trước, xài chán rồi mình mới mod nha. Mình xúc đó mình cảm nhận nó thay đổi chất âm nó như thế nào thì mod là như thế nào thì mình sẽ đổi, mình sẽ thay hai cái con Oban cho chỗ này nè. Một con là con Oban, một con Moose nè, nó nằm ngay chỗ này ha. Con Moose nằm ở chỗ này, con Oban nằm ngay đây. Mình sẽ đổi hai cái con này ra, dứt theo lên. Con này thì hai con Oban theo máy này nó xài y chang giống như hai con Oban của Tubi 03 thường thôi ha. Xài y nhau của hãng của gì? Của cái mã là NE553 mấy nè ha. Đó, là nó đó. Rồi nếu mà độ thì mình sẽ độ là hai con, mình thay hai con Oban này, thay hai con tụ này, tụ Wiman này và thay hai con tụ này thôi. Xịn sò hơn nữa, mình thay con tụ lọc nguồn này cho nó lớn hơn tí nữa là tụ nguồn. Nó hiện tại nó tụ lọc nguồn 1000 UF 16V, mình sẽ thay tụ 35V vô đây. Tụ 35V thì nó bự hơn. Đó. Chỉ vậy thôi. Con này thì mod nó đỡ tốn tiền hơn cái con Tubi 03 thường ha. Con này mod thì giá nó tầm khoảng nhiêu ta? Hai con Oban này hết 600.000 rồi. Thay hai con tụ này với cái này. Hai con tụ này với con tụ này là hết 200 ngàn nữa, là khoảng 800 ngàn nếu mà mình mod lại ha. Nếu mình độ lên nâng cấp xịn sò cho nó là cầm đó. Ở đây là phía sau Tubi 03 MK2 này các bạn, nhìn nó xịn sò ghê không? Hàng thiết gì nó rất là đẹp ha. Nó hàng bằng, bây giờ như nó hàng bằng robot hay sao, nhìn nó đẹp hơn. Đó, nhìn nó không có bị dấu lem hàng, dấu nhựa thông ha. Thì các bạn muốn nghe được nhiều cái loại bóng, chúng ta câu hai cái dây này lại với nhau, câu hai cái đế lại với nhau là nghe được nhiều loại bóng thôi. Đó. Dù như các bạn có mua hàng bên mình, các bạn muốn nghe được nhiều loại bóng thì mình sẽ mở máy ra, mình sẽ hàng ở dưới chân đế luôn cho các bạn luôn. Hàng hai cái bóng hai chân đế lại với nhau thì các bạn sẽ nghe được nhiều loại bóng hơn trên cái con Tubi 03 MK2 này. Thì ngoài ra đặc biệt nó chỉ nghe được, hiện tại nó chỉ nghe được có 3 loại bóng thôi. Bóng theo máy là bóng 6K4, và bóng thứ hai là bóng 5654, bóng thứ ba là bóng 6AK5.
Hồi nãy mình hai cái clip test đó là mình test cái bóng 6 AK5 của hãng Muller ha. Đó, đấu hai chân này lại với nhau là xong. Và mình sẽ nghe được tất cả các loại bóng không bị giới hạn luôn trên cái con này ha. Nói chung là cái con này là mạch rất là xịn sò, anh thấy mấy cái tụ này nhìn rất là ngon này các bạn, thấy không? Linh kiện rất là gấu ha. Ừ. Rồi, ok vậy thôi, các bạn có mua hàng thì cứ call cho mình, chứ nhắn tin trên YouTube thì có thật sự nhất thiết mua thì cứ call trực tiếp đi, mình trao đổi cho nó lẹ nha, chứ nhắn trên đó nhiều khi mình bị trôi tin nhắn, mình không có trả lời được các bạn ấy nha. Đó. Vậy thôi. Rồi mình xin nói lại cái giá bán cái con này nha, thì mình đang bán với giá là 1.250.000 trong cái nguyên bản. Các bạn nên mua nguyên bản về chơi trước, nghe xong cảm nhận chất âm xong, nghe chán rồi mình mới mod nha. Chứ mình không có khuyên các bạn mod liền nha. Ok. Rồi ok, mình cũng xin kết thúc clip đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.